Bài viết của Lê Thanh Trường có tựa đề Đoàn khúc Vũ Ngọc Giao. Dịu dàng, ui chao là dịu dàng, cái điệu nói của anh. Lần đầu gặp, nghe anh xưng tên khi nói chuyện và gọi người đối diện là bạn ta, tôi hơi ngỡ ngàng. Có lẽ nào ông thần kiêu bạc này lại có điệu nói cải lương như rứa hả? Nhưng không đâu, giá mà bạn nghe anh nói với đứa bé con 4 tuổi khi nó bà bượt nghịch phá cây đàn anh đang cắm cuối căng dây. Đừng phá dao, con, để yên dao sửa dây đàn lại cho ba con nghe. Thì bạn hiểu rằng anh không xưng tên như một thói quen nhún nhường, mà đó là một ý thức đàng hoàng về sự bình đẳng. Anh xưng tên mình và gọi người kia là bạn ta, là triệt tiêu hết cái khoảng cách những gì tuổi tác, vai vế, tài cao, phận thấp, vân vân. Bỏ hết, chỉ còn đối diện nhau là những người bạn. Bạn thì chẳng phân biệt gì nữa cả. Chỉ có thịnh tình đối đãi nhau. Bạn với cả trẻ nít và chó mèo, cỏ cây, dao và bạn. Cuộc đời anh chừng chỉ gom lại bấy nhiêu đó với một cây đàn 6 dây. Những năm giữa thập niên 90, tôi lê la ở Sài Gòn, mê mẩn tiếng tăm câu lạc bộ guitar cổ điển Phú Nhuận. Dạo đó, các tay đàn thế hệ thứ hai của câu lạc bộ này đã lừng lẫy lắm. Những Nguyễn Trí Đoàn, Trí Toàn, Kim Trung, vân vân. Và tôi nghe đến tên Vũ Ngọc Giao Tiên Trưởng là một trong số thành viên sáng lập câu lạc bộ từ đầu những năm 80. Tôi chỉ biết tên anh qua góp nhặt bạn bè, mỗi người một chuyện, chẳng nhớ làm sao cuối cùng đọng lại cái hình dung về một tay tổ đàn hay trổ trời. Viết nhạc làm thơ đều không chê được, mà trái chướng cũng tới độ kinh điển. Những gì tôi nghe về anh trước khi tương ngộ, đại khái là một cá tính ngoài khuôn khổ, tài hoa và kiêu. Vũ Ngọc Giao hả? Ổng ngồi trong quán như vậy nè. Có đứa nghệ sĩ, nhà thơ nào đó tới, chào anh Giao. Ổng liếc mắt một cái rồi ngước mặt ngó mái nhà. Mục hạ vô nhân, mắt trắng như Nguyễn Tịch. Một bạn kể vậy. Bạn nói, anh lơ nó đi là được. Có cần ngó cái rồi quay ngoắt vậy không? Giao nói, cần chớ, để nó biết tao có thấy nó. Vũ Ngọc Giao vậy đó, khinh ghét là ra mặt. Không tránh né, không nương nhau. Để tất cả sự dịu dàng chu đáo, anh dồn lại cho những bạn ta. Đồng đưa giữa hai thái cực, một dịu dàng nhu mì chiều chuộng, một lạnh lẽo gai góc và kiêu bạc. Vũ Ngọc Giao vác cây đàn đi tới trên con đường mình. Con đường không có nhiều dấu chân. Nhiều khi tôi tưởng anh đang bước đi giữa chốn hoang vu nào đó, như bóng đổ từ những cuộc hành quân chớp nhoáng và nguy hiểm của tuổi trẻ anh. Những chuyến hành quân mà anh lính nào qua được 3 lần mới tích đủ kỹ năng sinh tồn, tăng được phần trăm sống sót. Phần lớn, đồng đội anh không trụ được tới chuyến thứ 3, mà anh đã đi hàng chục chuyến như vậy. Sự chui rèn đó hằn dấu trên con người anh, khiến anh không còn thấy cần thiết tiêu tốn chút năng lượng nào cho những quan hệ vô bổ, đồng thời lại vồ vập mút cạn từng phút giây quây quần với bạn bè, những người anh xác định yêu và không tiếc chia sẻ bất cứ điều gì. Sau 10 năm gầy dựng và gắn bó với câu lạc bộ guitar Phú Nhuận, anh rời đi. Rời những cuộc liên hoan xôm tụ,
rời những đêm biểu diễn rập ràng đèn sân khấu, anh xách đàn chu du thiên hạ, đến đâu cũng có bạn hữu đón mời, tiếng đàn dài lên chiếu rượu. Miên man, anh uống rượu, uống bạn và đàn và hát. Tôi nghe về những chuyến đi của anh mà cảm nhận những trông chênh nào trong con người từng trải đó. Mái tóc màu cho cột đuôi ngựa, gương mặt có khi già cỗi, có khi trẻ thơ. Vũ Ngọc Giao ôm đàn gảy vu vơ một khúc flamenco. Những ngón tay múa lượn trên sáu dây dạo rực. Thỉnh thoảng anh ngẩng lên nói, nghe này, cái chất di gan nó dữ dội mà ngọt ngào sâu lắng quá. Anh nói, một tay chơi guitar cổ điển bảnh cỡ nào cũng không chắc chơi được với flamenco. Không phải vì kỹ thuật flamenco nó khó, mà ở cái tố chất. Có lẽ những tay chơi flamenco như anh có cái tố chất hiểm nguy của dân du mục, một lối hiện sinh chót vót luôn đẩy đến cùng tận mọi trải nghiệm, lái đời vào những ngõ cụt chênh vênh chỉ để cảm nhận cái dòng máu đang sôi nóng trong huyết quản và tâm hồn lúc nào cũng như đang rung trong một âm ba đầy xáo trộn, buồn và đẹp. Gần đây, anh về đứng lớp dạy guitar cho một nhà văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày rong chơi bất ngờ, anh đều gọi điện cho từng học trò, xin phép con cho bố nghỉ giờ ngày mai nhé. Nhớ ôn bài cho lần sau nhé. Những đứa học trò trụ lại với anh sau một tháng thử thách là chắc chắn có cơ thành tựu với ngón đàn. Thành tựu đây là sẽ biết đàn thế nào cho đúng từng thế bấm đẹp, là diễn được cái thành ý cho bản nhạc vang lên bằng chính cảm nhận trong lòng mình. Ngoài dạy đàn và rong chơi, anh thường cắm cúi đi sưu tầm những cây đàn cũ. Với trình thẩm âm của Vũ Ngọc Giao, cây đàn nào anh chấm là chỉ từ hay trở lên mà thôi. Tôi tin như vậy. Anh mang đàn về, trau chuốt, sửa sang cho chỉnh bị, âm thanh tròn trịa đâu đó, rồi mang tặng cho các mái ấm, nhà mở, cô nhi viện. Anh nói, Giao không có tiền để góp thiện nguyện, thì Giao tặng đàn, tặng cho bọn trẻ cơ hội tiếp cận với âm nhạc. Tôi không biết có ai từng nghĩ đến điều đó chưa, nhưng thấy cách anh làm hay quá. Ồ, cơm áo thuốc men, những chăm lo vật chất cần lắm đó, nhưng đã đủ đâu. Những đứa trẻ thơ và cả người lớn nữa, dù ở đâu cũng cần có tiếng đàn lời ca mà dìu cuộc sống mình lên, mà đẹp hơn, mà nâng đỡ cho cái phần hồn đôi chút. Lớn lên trong gia đình khá giả ở Mỹ Tho, học trung học Petruski, danh tiếng ở Sài Gòn, là sinh viên văn khoa trước khi vào lính. Một đời Vũ Ngọc Giao thâu nạp hết những xoay vần theo những biến động to lớn của đất nước, những mất mát của gia đình, những khó khăn của đời riêng. Tôi nghĩ đến ngày giờ này anh vẫn còn an nhiên ở đó, không bị những bi kịch chung riêng xé nát, là nhờ có cây đàn guitar anh đã bén duyên từ niên thiếu. Nói như Phùng Quán vịn câu thơ mà đứng dậy, Vũ Ngọc Giao thì vịn cây đàn. Xung quanh cây đàn anh, bao nhiêu lượt bạn bè đã đến, kể cả chia sớt, từng cảnh, từng nơi, từng lúc. Và anh cứ lững thững mà đi qua đời như một con thú kiêu hãnh trong lãnh địa âm nhạc tài tử của mình. Tôi hơi giật mình khi so sánh anh với một con thú kiêu hãnh. Đó hẳn là một đặc tính con người gán ghép cho con thú mà thôi. Nhưng điều gì làm nên kiêu hãnh đó nếu không phải là sự an nhiên với từng phút giây sống, không ngoái đầu tiếc nuối, không ảo vọng tương lai,
mỗi người đi đều tràn trề tự chủ, không vọng động, không sợ hãi. Những nét đường bệ đó dễ khiến người ta khao khát và e ngại. Vũ Ngọc Giao chan hòa với khát khao của anh em bằng tiếng đàn của mình và rạch ròi khoảng cách với những mon men toan tính. Và tôi muốn nói thêm một lần nữa, Vũ Ngọc Giao là một con thú kiêu hãnh dù mang nhiều vết thương. Đâu đó trong hồn.